là cái nhà thờ nó sập rồi. Không, nó sao ghi đây là nhà thờ không, chị nhìn cái tự đề trên nó ghi là not in Canas anymore, có nghĩa là không còn cái nơi, không không phải là nơi Canas nữa rồi. Có nghĩa là mình nên đi dạy đi. mình bị di chuyển đến chỗ khác Tao nữa rồi. tao có hào quang nhân vật chính rồi. Nào tao sợ đâu. Tao bị Hitler luôn. Hồi nãy chị not good Russian cold. Lạnh nhưng mà không phải là Russian lạnh. À máu nè. Lạnh nhưng mà không phải cái lạnh ở Nga. Đây rất là lạnh. Cái biểu tượng xã rồi. Thấy rồi. Sure. Wow. Wherever we are, it ain't Italy. Không phải Italy à? Vậy chúng ta xuống địa ngục rồi, chúng ta bị dịch chuyển xuống địa ngục á. Screamer chứ, Screamer. Không bắn không? Không thôi đi qua hai con. Hai con, hai con luôn. Em thấy hai con Screamer luôn á. Tận hai con Screamer luôn á, chơi không được đâu. Rồi bỏ đi. Hello anh. Đồ 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 nó hôm bữa trong cái hầm bắn lần rồi sợ rồi cái gì nó quào hai phát đi nó khỏe vậy liền luôn để vậy nó còn có tung nữa chứ à, chắc ổn rồi đó. Chàng dân bi sau lưng á chà chỗ này chị nhìn lên trời kìa, chị nhìn lên trời kìa. Ừ thì là nó là cái này nó giống this place stinks so bad. Many bad things here. The kingdom of gravel. There might be some landmarks. Ooh, ngon. Bắn trúng gì á? Ôi trời ơi. Mà căng trúng chỗ ghê ha. Ghê vậy liền. Ôi phải nồi. Would you like to go again? Mày muốn chơi nữa không? Боже мой! What is that? No, it can't be. Tao đó thì thấy mắc cười thôi. Nghe thằng Mỹ giống nhau. It's a flat tower. Chỉ nhìn cái tower kìa. Fortress. Giống như pháo đài. Survivor dùng cái hồ rồi. Rồi, chúng ta đang ở dưới địa ngục rồi. Trời ơi, đông vậy. Trời má đông quá. Wow. Thanh niên này bắn súng nhắm đam súng nhắm khoảng cách càng xa càng đam càng to mà vậy là cái con vật ơi nó bắn súng nhắm không ít bị giật đấy. Không phết vẫn giờ chưa xong nữa. Ammo is running full. Ủa hết mạng, hết sắp hết đạn rồi. Đạt. Sao vẫn còn khẩu này. Ủa dồi ôi phê. Hello anh. Ê từ từ. Còn kìa, còn kìa. Hết rồi sao. Còn. Ê từ từ chị, em có cái touchdown này quay lại với con Screamer thử không? Thôi, tha đi má. Không, thử má thử nó được, tục cái quần không, luôn. thử mày là của tao à, đúng không? Mày là của tao, mày là của tao con ạ. À. Yeah. Đúng rồi, chết rồi, nó chết rồi. Reloading. Ê, em được cái gì ta, cái gì hả, cái
thể. Thành tựu với Screamer. Ngon. Ủa tao nhớ hôm bữa anh nghe giết cũng có rồi mà. Không, thành tựu với Screamer bằng melee á. Mày đi đại vô cái đám nhấp nháy nhấp nháy này coi tụi thế gì không. Ờ, đầy luôn. Tao có hết đạn đâu, hay chạy luôn trong đó. Phun đạn luôn nha, đầy. Có gì hot không? Phải có gì. Nhìn trống trơn. Có nhà trống vậy liền. Có về để tụi. Ở dưới địa ngục vẫn có mấy kiếp ảo thật đấy. Activate the Blood Fountain. Chắc là tôi đi đâu thôi. Oh, wow, 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 wow. Cái đéo gì vậy? Em thấy rồi, em thấy rồi. Engineer. Vỡ mồ mày này. Ui ôi, xe. Vỡ mồ. Kêu là cách hoạn cái gì. Ê bên này nữa, bên này nữa. Ôi ồ. Thấy rồi, thấy rồi. Bây giờ đâu. Ê, nó chưa chết Gai. Kìa. Nó chưa chết. Ra đây. Chở với Jimmy. Ở chở với Jimmy để cầm đọc. Ủa lên nào. Ngáo thiệt. Có cái thùng gỗ ở đây nè. Bên đây có thùng đạn nè. A turret. Now this will cause some chaos. À, em bưng khẩu này nè cho chị nè. Em qua em kia lấy khẩu kia. Bưng đi. Đó, cho chị đó. Em qua lấy bên khẩu kia còn khẩu đấy. À, rồi chỗ này phải thủ thôi mày ơi. À, chỗ này thủ mà. Paris has tripwire. Mày còn cái zombie bay nào không? Bay. Có, zombie bay có nè. Rồi, kích hoạt cái đó đi. Em đặt cái mình ở đây nè. Có trường hợp lạnh quá, có cái mình nó nổ. Bomb is active! Bring up the bloodshed! Did not the blood cell. Please, it's to be expected, yep. Nhạc, mỗi thức nhạc của hơn là kìa. Ô, Creeper, con mẹ nó kìa. Ui, bạn là mấy con này không vậy? Đó, bắn đi. Bắn đi. Gì vậy? Phải, thì đứng trước hông súng của em kìa. Tự nhiên dính nó quả bom. Bây giờ trong cái circle. Ờ, cái này là trong cái circle dữ chưa? Đây này là trong á. Ồ, em có thêm trái nữa. Ê, quăng thêm trái đi. Rồi đó. Ammo depleted. Gun turret here. Ờ, hết đạn rồi. Creeper nhìn nó ghét vãi. Bomb time is called full. Ui nó mò lên đây rồi. Bây giờ hết mồ rồi tao phải chắc phải chạy xuống đó để làm mồ quá. Chạy xuống. Mình chạy qua này nè, chạy qua chạy lại thôi. Ôi dồi. Yeah. Sorry. Qua đây nè, chạy qua đây nè, qua đây nè, sau lưng chị nè. Bây giờ chủ yếu là giết cậu này càng nhanh càng tốt thì chứ. Sau đây, ra sau lưng em nè. Yeah. Đó, đứng như đây bắn nè, cứ chạy qua chạy lại chỗ này thôi. Xử lý mấy con Creeper trước nè.
À nó lên rồi. Ơ sao giảm lắm. Vãi cả đái. Không lên kìa má. Mày đứng hay con Ripper? Ủa vậy hả? Thôi chạy qua anh kia. Chạy qua anh kia. Chạy qua anh kia. Chạy qua anh kia. Nó cứ chạy qua chạy lại thôi. Sợ mấy con Ripper chứ nè. Mấy cái mệt quá. Ôi hết đạn. Rồi chạy qua kia giờ, chạy qua đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi. Mày bắn tao đó hả? Lại mày có chị nghĩ thế. Đấy xong rồi. Ý Creeper bên phải kìa. Ồ bốn cái siêu luôn hả? Ghê. But keep moving. Má mày em động thế. Vãi. Má liệt luôn. Tao đã hết máu rồi đó mày. Giỡn. Tách tao đi, chị tách tao được con nào tách tao đi. Hay quá. Chạy thôi, chứ giờ được tắm khi nào? Hả? Hết giờ á? Ê, 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 mẹ ơi. Rồi, cho em thách đao một con á. Thách đao, thách đao. Ê, cho em thách đao. Má không? Ơ, à, em này. Thép, thép kìa, thép kìa, thép kìa, thép kìa. Anh ở đâu? Đi xuống, đi xuống, đi xuống. Xuống thẳng luôn, xuống thẳng luôn. Anh ở đâu hả anh trai? Của anh nè. À, chị gì? Nhắm nhắm nhắm, hướng hướng này, hướng này nè. Nhắm nhắm, hỗ trợ nó kìa. Mày cứ hướng này nè, biết hướng nào má. Đó, em bắn rồi đó. Thằng bồ mình đứng bên đó đó. Bắn hỗ trợ nó. Má nó cứ lao đến trộn zombie rồi. Mẹ nó, ngu vậy. Má sợ thật. Ê á à, sau lưng mình còn con. Thấy chưa, thấy chưa? Không. Hết rồi đó, thấy nó đứng đơ rồi kìa. Kìa nó hồi sinh kìa. Hồi sinh kìa, hồi sinh kìa. Má à, đúng là không có phù cách lên rồi để bắn gì mà. Rồi, xong. You are still alive. At least I think so. Maybe I'm already dead. Kìa cũng có thằng Andy đi heo hả? Ui! Đạn hôm nay chị ơi. Where is he now? Need to look for clues about where he might have gone. Rồi, summon inside nè. Ôi, ôi. Ôi, lộn súng. Độ súng mày bắn vô tao nữa. Ai hi hi. Kìa nó vô nữa kìa. Có tách đao thì tách đao một con đi nhé. Kìa 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 kìa. Chạy chạy. Đang một con cái. Ok
tuổi sao đông thế? Chắc hết rồi đó. Sniper ngoài hết trời. Sniper á. Được mấy tỷ thôi. Nó đâu ta? Chị bị bắn rồi. Đây rồi, em thấy nó rồi, một con. Vỡ mồm với tay rồi. Ui, sniper đông lắm chị ơi. À, nó bắn mình kìa. Tao sẽ chắc mày biết thế nào là sniper. À, thạch đạo được con nào. Sniper nó bắn mình. Má nó chạy nữa. You're no match for me. Mày không bằng tao đâu. Mày không bằng tao đâu. So, this is really it, huh? Summon Inside nè, có dùng không? Yeah. Summon Inside. Dr. Schweiger, he's here too. Must find him. Must escape. I've got to find him. But first, I need to find a way into that tower. Yeah. Ôi, mẹ em bị rớt máu, phải cái đái. Phải cái đái, đừng thế. Ủa? Đạn luôn à. Ôi, mấy kích kìa. Có con có mấy kích kìa. Không biết. Thấy tụi con kìa. Trời má, nó dăng cho tới ngoài này luôn, sợ thật. Của em chị ơi, nó nè. Không quá chị ơi, cứu em. Không. Ủa? Chị hay quá. Tại sao mày lại vô hỏng dùng được tao? Em sắp chết rồi nè, em sống lại. Tự sống lại đi, không được đâu. À, lập được cái make kit, rốt cuộc phải dùng. Hết, à, đồng á. Ồ, có con ấy luôn kìa. Ôi con mập luôn kìa. Ôi ôi ôi, nó đứng. Phát. Chị ơi, cứu em. Ủa, chị đâu rồi? Đông lắm, từ từ. Ủa? Má em không nghĩ nó đông vậy luôn. Cái xếp đủ lâu nha, bắn chết đi, nó đánh tao kìa. Đang đánh, rồi sao? À. Ui, hết đường. Cả anh mày. Má em không nghĩ nó đông vậy á, em từng biết lắm chứ. Không phải cái đó. Thôi tao giọt nha. Giọt đi, giọt đi. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi checkpoint đi, là em hồi sinh. Find a gay squid. Tại sao mày lại ở đây? Nó sau lưng gì kìa. Nó sau lưng gì kìa. Ui ui. Đè. Cô quá hả? Second chance, second mày chance. Mày cả. Second chance. Ơ, à, em kìa. Giết em đi kìa. Nếu mày chứ ai nữa. Giết mày. Lẹ lẹ đi. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi, ôi dồi. Hết máu mẹ rồi làm gì nữa kìa. Ừ. Chị leo vô cửa. Á, sợ này. Đông á. Leo vô cửa sổ kìa. Leo vô cửa sổ kìa. Em biết cửa sổ kìa. Cửa sổ kìa. Yeah. Cửa sổ kìa. Cửa sổ gì má. Tội chị tôi. Chạy nhon nhon luôn. À, không chết đi chơi lại nè. Mày hay quá. Mày á là cái người tạo ra cái cũ nợ này nè. Xong rồi xong rồi mày lăn ra mày chết. Sau lưng kìa, sau lưng kìa, sau lưng kìa.
sau lưng kìa. Khổ lắm chị, em tin tưởng chị mà. Ủa gì vậy? Gì vậy má? Gì vậy? Hiểu luôn. Má. Không bám. Như phim hài, hài chết đi được. Mày là cái ướp hơi nguồn ra. Không đi chết. Nếu hiểu. Chơi thì chơi đồng đội. Mà chạy thì không chạy. Cứ lao lao vào đó. Hài quá. Nhà đông phải liền. Thôi, gục đi chạy rồi mình chơi lại nào. Mày hay quá. Chơi lúc này ông nhào nhào chết xong rồi đấy. Lại chơi chế độ khó xong rồi nhào nhào cho chết. Em chạy ra không kịp. Ủa, từ đằng này luôn. Phải. Xa phết đấy nhỉ. Mập ra rồi kìa. Ủa chạy chạy mập ra rồi, mập ra rồi. Dạ, bắt đầu phải liền luôn. Ủa, con mập nữa kìa. Hai con mập kìa. Có hai đường đạn đó. Tao cố gắng hết sức rồi. Hai con mập luôn. Ui, nó bắn. Trâu thiệt á. Một con mập cực cục rồi. Ôi, Strider. Strider đau rồi. Ôi, lùi. Em... Mày cứ bắn vô đầu nó là nó... Ui. Lùi. À, thằng anh mập. Anh mập chạy lè với Lin ra. Cho nó gục đi, em còn sửng nữa. Gục chưa. Chưa luôn. Gục cái quần què ấy. Chầu thế nhỉ. Nó đang am tao kìa. Mày... Mày gục phục tao quá. Mày lì thế nhỉ. Thằng mặt đúng lì luôn. Ha, nó múa kìa. Sợ thật. Thôi gục rồi, mày chết với tao. Ôi, cho tao xin cái cưa nhá. Con bự ở ngoài nữa kìa. Thành viên. Rồi, đau luôn rồi kìa. Ra đi. Ra đi má. Thế là hả? À, cho chuyện khổ đó đó. Ý, mấy con ném bom kìa. À, để em xử nó, để em xử nó. Dạ. Ôi bà mẹ nó lựu đạn. Ha, lựu đạn nó lăn xuống đây để cho bạn không. Nó có lựu đạn này. Lựu đạn nữa. Có lựu đạn bay rồi nè. Mày chơi đi xuống điểm nó rồi. Hoặc là cái summoning sign nó. Thì nó hiện ra thôi. Summoning sign nó triệu hồi ngẫu nhiên. Có gì đó không đúng. Thôi đặt cái cửa đây đi, nặng quá, cả mũi nổ. À, cửa này mở được rồi. Tao thấy thanh thể lực của tao đâu đến nổi đâu mà sao thanh thể lực của mày tệ. Thì con của em là thể lực yếu mà. Nó đi thẳng trong đó, vừa chậm chạp vừa mập đi. Như cái mở cái cửa làm gì má. Mở cửa cho để biết đường mà chạy. I have found a supply crate. Ở chat mình như này. Ý, xe tăng kìa. Chị xe tăng kìa. Ủa giết xe tăng không? Mày nạ nó đi. Rồi, nó xoay đầu ở chỗ mình kìa. Mẹ nó vãi lên. Nó xoay đầu ở chỗ mình kìa. Hai cái xe tăng đang đi tuần kìa.
nhưng mà nó nằm góc khuất, góc khuất bắn được, góc đó khuất cái điểm yếu của nó bắn được. Xác chết của anh niên. This dead man is very dead. This must have been Dr. Schweiger. The doc came this way. Có lựu đạn. You need to see signs behind him. Better keep looking. Nè, có công tắc nè, nhưng mà từ từ bật nè, kiếm thêm đồ. Ồ, có cả mình nè. Rồi, giờ thôi, bật công tắc đi. Đó, mày lầm khẩu đó, mày bắn đi. Thôi, em ném bom, kìa, kìa, gào, gào. Nó ở đâu vậy? Ồ, có sniper bên ngoài, đừng ra ngoài chị ơi, sniper bên ngoài. Có sniper bên ngoài á. Ôi bà nội nó what the fuck. Ôi giời. Má ông nội này đâu ai. Chạy. Không, nó chạy. Chạy nó chị, chạy nó. Rồi. Lên mà đau rồi, lụm đi. Rồi, bắn nổ kìa rồi. Ê, ê, ông ơi, chạy lên nè. Lụm cái cầu đó. Rồi, lụm rồi. Không có chỗ né rồi. Má, con kiểu đó vô được cùng cái cửa bé tí. Sau lưng rồi nha, có mấy con sau lưng nữa. Đó, tao đang câu. Nướng. Có vô có cái cửa, mày cầm cái khẩu đó, mày bá đạo nhẹ. Chứ là mày đừng bày. À, đốt lên. Tiệc nước con kia. Tiệc nước. Tao chưa xong đâu. Ok anh. Vô nữa không? Vô nữa đi. Vô đi, em còn nhiều đạn. Cây làm đau. Vô tiếp đi mấy anh. Hai con hãy chịu được tổng thương. Nạ cái con lửa vô thôi á, ăn cướp luôn. Đó thấy sniper nó dập đầu kìa. À, nó ghê quá. Ây da. Chạm ra coi. À, chị bắn được rồi đó. Đẹp. You're no match for me. Sniper này nhoi được cái chứ. Nó nhảy khó chịu luôn á. Ôi dồi vợ giải. Nó lại ra nữa kìa. Nó ra đông lắm kìa. Đông lắm. Nó lại ra nữa kìa. Lại nổi nữa. Nó chơi với tụi này là chỉ có bắn nhanh hơn nó thì xong. Nếu bắn nhanh hơn nó thì ăn gì cũng được. Ôi, vỡ mồm hai em. Rồi anh hết rồi đó. Chắc chưa? Ai you sure? Sure, ra đi. Okay. Hết rồi. Nó hết nhạc mẹ còn đâu nữa. Gì à? Doctor killed that man. Doctor killed that man here. Maybe he's still alive then. Ồ, ngon. Đã sống rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. Em đấm yêu chị cái coi nè. Đâu bắn thằng Nguyên con đầu mẹ con. Nguyên còn e là chỉ huy mày đi đó.
tấm yêu có một cái mà. Một viên thì chắc không chết, nhưng mà một viên với e thì chắc chết thật. Ờ, cửa mở đây nè chị ơi. Ảo rồi đấy. The drain pipe. They clip through up to tower. À, chỗ này. It's good plan. Ta đang ở dưới địa ngục rồi đấy. Ok. Bên đây có gì không? Phải hơi quá lần gọi lần một máu không còn bán cáo gì. Đường này đường gì? Ủa? Ô, lại cái phòng đó thôi. Ờ, à, phải. Ôi. Thấy rồi. Nè, lựu đạn nè. Chắc mình rồi nè. Weapon attachment here. Cho cái lửa này. À. Này đi. Ủa mày không lượm đồ đạn hả? Đâu rồi? Có, đâu. Đạn gì đây? Incendiary hả? Ok. Đồ đạn bình thường, đạn nổ. Đồ đạn lửa. Cái cục mà mày mới dùng ra là cái cục mà phải nhét nó xuống dưới đất á. À. À, bên nó nổ cái đục. Tao thì thích cái cục mà quăng ra nổ luôn chứ. Em thích mấy cái nhét đất bởi vì đỡ phải ném. Cứ nhét tùm lum, còn nào đạp thì con nó ngu quá chứ. He is in here. He in here kìa, nó cho quá trời lựu đạn rồi. Nên chắc mày có chuyện gì nữa. Từ từ, em đặt 7 đi. Có xong bên sai kìa. Em sai. Em đặt 7 kìa nè. Ê, lộn. Ê, cái gì vậy má, mày làm gì vậy? Lộn lựu đạn. Đấy, đẹp luôn. Rồi, cầm cái mẫu này nữa. Vô. Now I will be unstoppable. Unstoppable. Ôi dồi ôi. Cái gì vậy? Đã chưa? Ai biết? Đã rồi. Ủa vậy thôi hả? À, làm tưởng nhiều lắm. À, vừa nãy đúng sợ thì lấy nó ra kìa chị, nó ra kìa chị. Ôi, có con đen đâu. Phải thật. À. Thì ngược lại thôi, còn ai cũng làm gì làm. Mander kìa. Còn Mander nè. Bắn vô trái tim của nó. Rồi, chết luôn. Vậy là nó còn ra nữa. Mình không biết. Mình giết nhanh quá. Doctor used ball cutters to access drain. Ha ha! Very clear! Làm tốn hết mớ luôn. Thanh niên... Làm tốn. Thanh... Tốn hết mớ mình. Phải. Cái ông nào ở đây dùng cái kim... Yêu, cái này cái gì tẩm vậy? Ông nào ở đây dùng cái kim này nè. Cắt hết những cái chỗ này. Phải thật. Low the sewer. Ok, tắm máu vậy. Tắm máu nè, tắm máu. À, mát mẻ. Giờ bả giờ. Ôi dồi ôi. Dơ quá chị ơi. Dơ quá. Dơ còn tối nữa chứ. Ừ. Trời, có cái gì màu đỏ vậy? Ui, sau lưng có cái mặt mềm. Armory's running low. Mấy con này đốt không được. You are alive. It's me, Paris. They're coming for you. Kìa. Còn mấy con này kháng lửa vậy ơi, đốt không được. Thôi chạy ra. Ê, đó tay chân nó văng tùm tùm hết kìa vậy. Cái đó mày phô kìa. Tu hù kìa. Còn quýt kìa, quýt ly kìa, form kìa, tới chỗ tao đi kìa. Đây.
thanh niên nó sao chạy qua được cái chỗ này hay vậy nè, má toàn do mà nó chung vui này. Đó là cái mặt hình nó có hiệu chết luôn rồi. Ồ, ghê vậy, ghê vậy, má lựu đạn ghê vậy. Creeper dơ quá. Má mấy con này trâu thiệt, bắn nó không chết kìa. Ha, súng nhắm mà hai viên nó mới chết là mày hiểu nó trâu cỡ nào rồi nữa. Ôi má ơi, thôi cho tụi mày cái lựu đạn này. Trời. Ghê thầy. Stupid zombie. Stupid zombie. Vẫn còn kìa. Rồi regroup kìa, xe vô kìa. Ô cái chỗ này nhìn nguy hiểm quá mày. Chị xuống đây em đứng cái đây nha. Vô phải thủ cái chỗ này xong mới vô xếp vô được. Chị xuống. Đấy có đồ nè. Em đứng cái này nha. Chị thủ dưới đó nha. Em sẽ cover. Mày hay. Got a landmine. Rồi đặt bẫy đi, đặt bẫy đi. Ale. Hello there, doctor. À, doctor kìa. You're really here. I'm actually here. Ah, it's really me. Now to be opening the door. Yes? Ah, I'm afraid I can't do that yet, my friend. Ông ở trên kia kìa. Ủa, ông này nhìn ngầu quá ta. Ông này nhàng quá học mà. Chắc thế, không biết nữa. This is not the time to lose your cool. I suggest you prepare for a fight. Một bệnh viện, để có mình nha. Nè. Ông già hay lắm. Hay xuống đây mày đánh với tao đi, thằng chùa. Anh đặt bẫy cái đã. Ở đây không đặt bẫy được. Ông hỗ trợ ghê, đù bắn ghê vậy. Ông hả? Ông bắn ghê vậy. Con mấy con NPC cũng chốt. Đù má bắn ghê vậy, đù. Không biết. Con NPC này là con NPC có chuyện đó mà. Khỏe, nó không chết nữa. Má mình, em thấy ông bắn vô mấy cái bình kia là tới đỉnh rồi đó. Chả thấy cái gì nữa. Nói quá, em thấy cái bình kia. Để bắn lên lựu đạn vô tường hả. Bắn lựu đạn vô cho khỏe. Thế là khỏe. Đông thì cứ thế mà giả lựu đạn. Ôi xời. Ồ. Trời mẹ. Chưa hết rồi. Armor Giant được kìa. Ôi thằng bập nữa kìa. Ôi thằng bập kìa, thằng bập kìa. Lui 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 chị ơi, chạy đi thằng bập kìa. Mày làm như tao không muốn chạy á. Tao đang rất muốn chạy luôn á, quá đông rồi đó. Ui. Nè đông quá. Yeah. Yeah. Chứ con cha chạy đi chị ơi. Tao không có đeo mày cũng đâu. Đi ra. Tụi mày đông quá. Đông quá, chết rồi nó bu. Ôi xem chết. Ôi mày quá, xem chết. À, cần phải nam thêm đạn. Ui, Gunner. Chị gục nữa hả? Còn má. Nó bay tao vậy, sống kiểu vậy. À, để Gunner tránh ra. Má, cái con Gunner. Nhanh á.
Gunner chết chưa? Chết cướp nó đứng ngay chỗ tao. Rồi mày chết với tao con Gunner. Mẹ mày. Má hết đạn rồi. Chết rồi hả? À. Ừ thế. Thôi không sao, gần thẳng rồi. Em có khẩu này rồi. Chị đã hồi sinh. Tài thế. Nó vẫn đỏ. Thôi thẳng rồi. Em tới xây dung thôi. Má là map này khó thiệt chứ. Tưởng chết rồi chứ. Không thôi. Má khó phết. Má khó thiệt cùng. Map này khó cực. Vào đến Saigon trong vòng 15 phút, má mình chơi tới 44 phút. Một màn như vậy mà chơi không nhớ gì vậy ta? Hitler, War Engine. Twisted fusions of flesh and metal made to terrorize and destroy. Má ghê vậy. Nội nó ghê vậy. Because we are going to blow it up. Ông này cảm giác như ông bị điên cái chị ơi. Good plan. Làm nổ tung hả? Bọn tao giỏi việc đó.